Và hôm nay mình sẽ tổ chức một cái mini game rất là hấp dẫn. Hả? Dạ. Và mini game này sẽ cho mùa Tết sắp tới, vì năm nay Tết rất là sớm. Bạn. Tết mini game. Yeah. Và bây giờ mình sẽ vào những cái phần quà. Vào thôi nào. Và mini game này sẽ có 3 phần quà. Có nghĩa là 3 bạn sẽ có. Yes. Ok, vào thôi nào. Bây giờ mình sẽ vào phần quà đầu tiên. Cái gì đây? Cái ba lô hả? Thì quà đầu tiên thì là ba lô này. Cái này thì mình mua 3 màu là vì sẽ có 3 quà mà. Và ba lô này thì là hiệu Konkin. Và ba lô này nhìn rất là quen thuộc phải không? Thì đây thì là ba lô cùng hiệu với ba lô mình ưa xài. Các bạn cũng có thể thấy là trong rất là nhiều video của mình thì cũng có cái ba lô này. Và mình thấy là các bạn có thể mang cái này đi học xài cũng được. Và màu này thì là màu đỏ, mình có cái ba lô này nhưng nó nhỏ hơn, cùng màu, quá tuyệt. Tiếp theo thì là ba lô này, nó nhìn rất là màu mè so với cái kia. Và nó nhìn rất là dễ thương luôn. Ui dồi ui, còn nháy nhảy nữa. Trời ơi nắng quá. Ba lô thứ ba thì là ba lô màu đen này. Mình nghĩ là nhiều bạn sẽ thích là vì nó rất là đơn giản và dễ dùng. Và ở trong thì có một cái ngăn nữa. Quá hay luôn. Mình đang ráng làm gì vậy? Ổn rồi. Quà tiếp theo thì là cái xì bóp. Không phải bóp bình thường đâu, nhưng mà bóp siêu sến. Làm cái trò gì vậy? Và mình có hai cái cùng màu và một cái khác màu. Đẹp không kìa. Không những nó là một cái bóp đâu, nhưng nó cũng là một cái gương nữa. Quá tiện dụng luôn. Quá ngố. Mở ra xem có gì thôi nào. Và wow, trong đây còn có cái màu nhìn rất là đẹp nữa. Và bây giờ mình sẽ thử cho tiền vào. Với cái bóp này thì tiền của các bạn có thể có một cái chỗ ở rất là xịn sò. Và cái bóp màu kia cũng giống y hệt. Trời ơi, suốt ngày nhảy hoài à. Như là một bánh mì kẹp luôn. Whoop, vào thôi nào. Cái gì nữa đây? Quà thứ ba thì là vớ. Chắc các bạn nghĩ là Jenny cái bị lỗi sao mà không có gì tặng mà tặng vớ. Vớ này rất là ngầu luôn là vì nó là vớ chuối. Quả mình yêu thích nhất, yay. Và mình thấy vớ nó nhìn rất dễ thương nữa. Tuy vớ này là free size nên nó có thể vừa ai cũng được hết. Ngoài con trai thôi, mình nghĩ cái này không có vừa con trai đâu. Hehe. Các bạn nhớ cái video mà mình mang vớ chuối không? Thành cái mũ luôn. Rất là ổn. Xì bùm. Kéo. Tèo. Còn cái gì nữa không? Quà tiếp theo thì là những cái scrunchies này. Quá là đẹp luôn. Trời ơi. Mình ưa xài những cái đồ cột tóc này nên mình sẽ tặng các bạn luôn. Và cái này cũng có thể đeo lên tay nữa. Quá sành điệu. Còn lúc lắc nữa. Oh no. Mình sẽ cho các bạn coi nó khi nó được cột lên. Và đây thì mình đang xài cái của mình. Và tèn tèn xong rồi. Quá ổn. Và mỗi phần quà sẽ được nhận hai cái. Và cái này đẹp không kìa. Quà tiếp theo thì là những cái stickers hình dáng BT21. Nhìn rất là cute cute. Và cái này các bạn sẽ dán trên vở của các bạn hoặc là trên điện thoại, ở trên đâu cũng được hết. Suốt ngày quậy hoài. Ok, mỗi phần quà sẽ được có một cái này. Hộp rồi. Quà tiếp theo, trời ơi quá trời quà luôn. Đây thì là cái notebook. Cái vở có hình BMO từ Adventure Time. Hồi đó mình ưa coi á. Và ở đằng sau thì có Finn và Jake. Ở trong nè. Wow. Bị lé à? Ok, xong rồi. Cái gì nữa đây? Hả? Ảo thuật nè. Xì bùm, trời ơi. Oops. Món quà cuối cùng siêu dễ thương luôn. Nó là những cái con alpacas này. Mình muốn ăn quá. Giỡn thôi mà. Và ba con cùng với nhau nhìn quá hoàn hảo luôn. Còn bài đặt chơi bóng chuyền nữa. No. Và mỗi phần quà sẽ được nhận một con. Lại hụt nữa. Xì bùm, ổn rồi. Và đó là hết phần quà rồi. Và bây giờ mình sẽ vào luật chơi mini game. Vào thôi nào. Trước nhất thì các bạn hãy đăng ký channel này. Cái channel các bạn đang coi là cái channel này. Không lẽ channel gì. Sau đó thì các bạn hãy theo dõi Instagram của mình là cái này. Bước cuối cùng thì bạn hãy bình luận dưới là mục tiêu Tết của bạn là gì. Mục tiêu nào cũng được hết. Và kèm theo cái nick Instagram của bạn nữa, để mình có thể liên lạc được. Người thắng cuộc sẽ được chọn bằng một cái phần mềm chọn ngẫu nhiên, nên sẽ rất là công bằng luôn. Và đó là những cái luật rất là dễ phải không? Mình nghĩ là bạn nào cũng có thể tham gia và có 3 cơ hội thắng lợi, nên có thể bạn sẽ nhận được những cái phần quà. Như vậy thì hết rồi, mình chúc các bạn may mắn. Và chúc các bạn một năm mới rất là vui. Và ok, bye bye.